Rồi, tóc em bù xù luôn rồi. Tóc em nó hơi bị bù xù. Mệt quá. Em cảm ơn anh Phương ạ. Em ở trước nhà nè. Em ở trước nhà á. Hôm bữa thì em ra trong phòng. Không, cái này là trước nhà em mà. Em cảm ơn Phương Trần ạ. Ủa, cái này là trước nhà em á. Trước nhà em luôn á. Không, không nghĩ là em rồi. Thằng em của em nó làm tóc nam, nhưng mà nó đi thuê chỗ làm rồi. Nhà em sắp sửa lại rồi, nên chắc em cũng đi thuê nhà trọ em ở. Cái Nhi ơi, có ai còn giúp cho em một lần để em được lên năm sau đi. Đúng rồi, xây biệt thự hay quá, làm hơn em giàu, làm hơn nhà em giàu á, em đi xây biệt thự. Em đâu có được có tiền đâu mà đi xây biệt thự. Nóng quá đi nô, mồ hôi ướt nhem mất nhẹp luôn rồi.